cha và con và thánh thần amen kính thưa quý cô ông bà và anh chị em chào mừng quý vị đến với chương trình chia sẻ lời Chúa các lễ Chúa nhật và lễ trọng của ban giáo lý giáo phận Thái Bình bài chia sẻ của chúng ta hôm nay cho ngày lễ Thánh Giuse bạn trăm năm của đức mẹ Maria và là vị thánh bảo trợ của giáo hội hoàn vũ và của riêng xã hội Việt Nam. Kính thưa cộng đoàn. Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao Thánh Giuse lại được tôn kính vào mùa chay là mùa của mọi nhiệm thập giá và ơn cứu độ? Và nói thật nhiều khi tôi thấy thiệt thòi cho Thánh Giuse bởi vì chúng ta phải sống phục vụ mùa chay nên hầu như thánh nhân bị quên lãng ngoại trừ ngày lễ 19 tháng 3. Nhưng bình tâm lại suy nghĩ, tôi thấy sở dĩ giáo hội chọn mùa này để tôn kính Thánh Du Xe vì Thánh Nhân có nhiều liên hệ tới thập giá và mầu nhiệm cứu độ. Vậy nên trong bài giảng này, tôi xin chia sẻ chủ đề Thánh Du Xe và Thập Giá. Bài gồm 3 phần. Bản chất của thập giá. Phần 2. Thánh Chúa và Thập giá phần 3 bài học cho người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất bản chất của thập giá. Thập giá không chỉ đơn thuần là một vật, nhưng là biểu tượng của Kitô giáo, là trung tâm đời sống Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng thấy hình bóng thập giá. Chúng ta có thể thấy thập giá trong nhà thờ, thập giá nơi đô thị, thập giá khắp vùng quê, thập giá ẩn trong rừng sâu, thập giá nơi biển cả. Nhưng dù ở đâu, thập giá vẫn im lìm đứng đấy mà không nói gì. Cho nên tác giả Francisco trong bài hát rất là hay. Thập giá nói gì? Mới hỏi. Thập giá ngất cao này thánh giá ơi, người mong nói gì, nói gì với đời? Và ở câu thứ nhất, tác giả viết Người nói đến một tình yêu cao ngất muôn trùng Người nói đến một tình yêu dâng hiến máu hồng Và ở câu thứ hai Người nói đến một niềm đau răng kín mây trời Người nói đến một vầng tim hiu hắt trên đồi Chọn kiếp sống cho tình yêu, chết cho tình yêu Thập giá khắc ghi lòng son chú thương đoàn con như vậy thập giá không nói gì nhưng lại nói rất nhiều nhìn lên thập giá chúng ta nhận ra một vị thiên chúa hiến thân hạ mình cho đến tận cùng bị giết chết vì tội lỗi của con người nhưng chính khi ngài hạ mình đến tận cùng thì tình yêu của ngài lại được thể hiện cao đến tột cùng chính vì vậy một nhà thần học mới nói trên thập giá Khuôn mặt của Thiên Chúa được biểu lộ rõ ràng nhất và vì cái chết thập giá ấy mà ơn cứu độ được ban cho chúng ta. Chúng ta sang phần thứ hai là Thánh Giuse và thập giá. Thập giá luôn gắn liền với hy sinh đau khổ. Vậy cuộc đời của Thánh Giuse có đau khổ không? Có rất nhiều và chúng ta đã tổng kết thành ngắm bảy sự vui buồn ông thánh Giuse vốn rất quen thuộc với các Kitô hữu giáo phận Thái Bình chúng ta. Thứ nhất, lòng ông thánh Giuse đã phải chịu buồn bã, sầu não cùng bối rối nghi nan khi phải lìa bỏ bạn cực thanh tính người. Thứ hai, người đã phải chịu sự đau đớn khi xem thấy Đức Chúa Giêsu thơ ấu sinh ra cách khó khăn dường ấy. Thứ ba, máu đất châu báu Chúa cứu thế đổ ra khi chịu phép cắt bì đã đâm thâu qua lòng ông Thánh Du Xe. Thứ tư, ông Thánh Simeon nói tiên tri về những sự thương khó Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ sẽ phải chịu, đã làm cho ông Thánh Du Xe phải đau đớn đến nỗi chết người được. Thứ năm, người đã phải chịu khổ sở cho được dưỡng nuôi và gìn giữ con chúa cao cả nhất là khi trốn sang nước Egypto. Thứ sáu, sự vui mừng ông thánh Giuse đã được khi bỏ nước Egypto mà đem Đức Chúa Giêsu về quê mình, thì sự ấy đã trở nên sự bối rối ưu sầu vì sợ vua Akeleau. Thứ bảy, người chẳng có lỗi gì mà đã lạc mất Đức Chúa Giêsu hài đồng ba ngày tròn, đau đớn thảm thiết lắm, cho nên chúng ta có thể nói cuộc đời thánh giuse chất chứa thập giá có một điều chúng ta dễ nhận ra điểm giống nhau giữa thập giá và thánh giuse là sự im lặng chúng ta không hề thấy bất cứ lời nào của thánh giuse trong các sách tin mừng thậm chí cả cái chết của ngài cũng không được tin mừng nói tới ngài âm thầm như cây thập giá rồi những lần sứ thần truyền tin cho ông ý định của Thiên Chúa thì cũng chỉ nói trong giấc mơ. Có nghĩa là trong lúc ông đang ngủ. Đức Maria còn được sứ thần đối chất trực tiếp, chứ Thánh Giuse thì chỉ được nói trong giấc mộng. Và Thánh Giuse có tất cả bốn giấc mộng như vậy và đây là một đề tài rất là thú vị nhưng không thuộc về chủ đề của bài chia sẻ hôm nay. Cũng như cây thập giá, Thánh Du Xe không nói gì nhưng lại nói rất nhiều. Ngài nói qua hành động. Ngài nhận mẹ Maria làm người bạn trăm năm. Rồi cùng với Đức mẹ Maria về quê kiểm tra dân số trong lúc mẹ sắp tới ngày sinh. Rồi đem hài nhi giê -xu và mẹ ngài trốn sang Ai Cập để tránh cuộc truy sát của vua Herodê. Rồi từ Ai Cập trở về Nazareth sinh sống, làm nghề thợ mộc để nuôi dưỡng gia đình. Chúng ta biết thập giá chính là nguồn ơn cứu độ, bởi vì chính Chúa Giêsu đã chết trên đó. Thập giá chính là phương tiện Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại. Thánh Du Xe không thể đem ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng Ngài có vai trò quan trọng trong mầu nhiệm thập giá và ơn cứu độ chúng ta có thể tìm hiểu ý thứ nhất thánh du Xe thuộc dòng tộc vua david như vậy đức chúa cũng thuộc dòng tộc vua david dù thánh du Xe chỉ là chăn nuôi điều này rất quan trọng bởi vì từ xa xưa các ngôn sứ đã tiên báo đấng messia xuất thân từ nhà vua david thứ đến thánh du Xe bảo vệ nuôi dưỡng dạy dỗ chính đấng cứu thế Người Kitô hữu chúng ta hay quan niệm Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người nên ngài tự biết mọi chuyện. Và vì thế, chúng ta quên vai trò của Thánh Giuse. Quan điểm thế không đúng. Đức Giêsu vẫn cần được học hành dạy dỗ. Thánh Luca kết luận như thế này: Đức Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan. Nghĩa là Đức Giêsu có tiến triển về hiểu biết và rõ ràng có vai trò dạy dỗ của Thánh Giuse. Thánh Luca cũng viết Đức Giêsu trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Cho nên gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận bảy lời cầu mới vào khuyên cầu ông Thánh Giuse, đó là Người bảo vệ đấng cứu thế, người tối tớ của Đức Kitô, thừa tác viên của ân cứu độ người nâng đỡ trong cảnh ngặt nghèo, đấng bảo trợ những người tha hương, đấng bảo trợ những người đau khổ, đấng bảo trợ những kẻ khó khăn. Và bây giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao giáo hội chọn tháng 3 là tháng kính thánh Giuse, vì ngài có nhiều mối liên hệ đến thập giá và mầu nhiệm cứu độ và chúng ta hãy đến cùng Thánh Giuse để học nơi Ngài cuộc sống âm thầm hy sinh nhưng sinh ra nhiều hoa trái như thập giá Chúa và đến với Ngài như người bảo trợ ơn cứu độ của chúng ta như người từng bảo trợ Đức Giêsu đứng thực hiện ơn cứu độ phần thứ ba là bài học cho người Kitô hữu chúng ta Kính thưa cộng đoàn, trong dịp Tết vừa qua, tôi có dịp đi thăm những người già, bệnh tật, leo đơn. Thật sự, có những hoàn cảnh rất khó khăn. Có người nằm trên giường bệnh đến 3-4 năm. Chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta nằm trên giường chỉ có một ngày xem nó đau lưng, nhức mỏi như thế nào. Vậy mà có những người liệt giường mấy năm, có những người ung thư đau đớn đến quặn lòng. Chúng ta chỉ dám vào cái gai đã thấy khó chịu. Ở đây cơ thể của họ đau đớn như thể có hàng ngàn cái gai đâm vào. Có những người đớn đau thể xác nhưng cũng có những người đau khổ tâm hồn vì bị bỏ rơi, hiểu lầm, bị khinh bỉ. Tôi gặp họ nhưng thực sự không dám khuyên gì. Vì tôi không đau khổ như họ nên khuyên nhủ có khi là sự xúc phạm. Tôi chỉ ngồi bên giường cầm lấy tay như một sự ủi an, chia sẻ, gần gũi và cảm thông. Và hôm nay là bài chia sẻ về Thánh Giuse và thập giá. Tôi nghĩ họ hãy dâng lên cho Thánh Giuse những đau khổ của mình để được ủi an nâng đỡ và nhất là những đau khổ của Thánh Giuse gắn liền với ơn cứu độ của chúng ta. Ước chi những người đang gặp đau khổ nếu không tránh được thì như Thánh Giuse biết chấp nhận khổ đau của mình. Nếu vậy, những khổ đau chúng ta chịu sẽ là công trạng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Amen.